Từ năm 2021, ông Trần Hữu Bình ở thôn Bình Yên, xã Thạch Bình đã lặn lội lên huyện miền núi Hương Sơn tìm hiểu về nghề nuôi hươu và mạnh dạn mua 6 con về nuôi thử nghiệm. Là người đầu tiên đem giống hươu sao về nuôi tại địa phương, ông Bình nhận thấy đây là con vật có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2023, khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tĩnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nuôi hươu, ông Bình đã đăng ký mua thêm 6 con hươu từ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ An Phong với sự hỗ trợ 50% chi phí mua con giống. Đến nay, đàn hươu của ông Bình đã lên tới 14 con, trong đó có 6 con đã và đang cho thu hoạch nhung, bước đầu đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Nhờ nuôi trên nền đệm lót sinh học nên chuồng nuôi luôn sạch sẽ, giảm được công vệ sinh chuồng trại. Đây cũng là nguồn phân hữu cơ được gia đình ông sử dụng bón cho vườn ổi và trồng cỏ để có nguồn thức ăn phong phú cho đàn hươu, góp phần tăng thu nhập. Thì năm 2021 thì vợ chồng tôi có lên Hương Sơn tìm hiểu về con hươu. Thì tôi thấy là nuôi con hươu hiệu quả mà lại sạch sẽ, thu nhập có tương đối cao. Nên vợ chồng tôi quyết định là đầu năm 22 là mua 6 con hươu về nuôi thử. Và trong một năm nuôi thì con hươu phát triển rất tốt, cũng có thu nhập tuy là chưa nhiều. Sau đó thì có cơ chế của thành phố được hỗ trợ 50% con giống. Gia đình tôi tiếp tục là đầu tư và mua thêm 6 con nữa. Trong quá trình nuôi tiêu sinh sản, hiện nay thì tổng đàn của chúng tôi là có 14 con. Trước đây, gia đình bà Đậu Thị Huê ở thôn Đông Nam, xã Thạch Bình, chủ yếu nuôi bò và lợn, nhưng công chăm sóc lớn, thường xuyên bị dịch bệnh, giá bán bấp bênh, nên hiệu quả kinh tế không cao, vừa gây ô nhiễm môi trường. Năm 2023, thông qua chính sách hỗ trợ của thành phố, gia đình bà Huê đã mạnh dạn cải tạo chuồng trại, thả nuôi 4 con hươu đực, 1 con hươu cái, do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ An Phong cung cấp. Để đảm bảo cho hươu sinh trưởng và phát triển tốt, gia đình bà luôn đảm bảo nguồn thức ăn đủ chất dinh dưỡng. Thức ăn được xay nhỏ, trộn với cám gạo hoặc bột ngô, bổ sung thêm vitamin và khoảng 20 gram muối một ngày. Sau một thời gian chăm sóc, hươu cái đã sinh được 1 hươu con. Gia đình bà cũng đã khai thác được 2 cặp nhung với tổng trọng lượng hơn 1,5 kg và chuẩn bị thu hoạch thêm 1 cặp nữa. Nhung hươu sau khi thu hoạch được đơn vị cung ứng con giống thu mua tận nơi với giá 10 triệu đồng 1 kg. Nên gia đình bà Huê rất phấn khởi. Nhà tôi là nuôi 5 con hươu thì trưởng thành thì đặt 4 con hươu đực, 1 con hươu cái thì hiện giờ là 5 con hươu đực thì đã cắt được 2 cặp nhung rồi, thì có 2 cặp là chuẩn bị cắt, còn 1 con hươu cái thì hiện nay là đẻ được 1 em bé được con hươu đực, gia đình cảm thấy rất là có cái động lực. Cũng giống như các hộ tham gia mô hình, ông Lê Văn Bính tại thôn Bình Lý, xã Thạch Bình cũng rất phấn khởi. Bởi chỉ sau 5 tháng tham gia mô hình, gia đình ông thu hoạch được 2 cặp nhung gần 1,5 kg. Ông Bính cho biết, so với các loài vật khác, hươu sao cho thu nhập cao hơn bởi nó là loài vật dễ nuôi, ít dịch bệnh, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu. Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, chỉ cần cung cấp đủ thức ăn cho hươu. Ngoài ra, cần chú ý vệ sinh chuồng trại, đảm bảo luôn sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Từ kinh nghiệm thực tế, ông Bính chia sẻ, để tiết kiệm chi phí, ông đã đầu tư cải tạo khu chuồng nuôi bò trước đây thành chuồng nuôi hươu bằng cách sử dụng thanh sắt để ngăn thành các ô có kích thước 4m² để nuôi riêng biệt từng con. Gia đình ông cũng sử dụng đệm lót sinh học để đảm bảo chuồng nuôi luôn sạch sẽ, thoáng mát, vừa tiết giảm công chăm sóc, vệ sinh, vừa có thêm nguồn phân hữu cơ phục vụ sản xuất. Thì gia đình còn nuôi 7 con, thì trước hết là thấy cái tối thì mới một con là mới được thu nhập. Thì quá trình nuôi 5 tháng thì tôi thấy cái hiệu quả của con hươu thì khó khả quan. Còn đây là trang trại chăn nuôi của gia đình ông Trần Hữu Trung tại thôn Bình Lý, xã Thạch Bình. Ông Trung cho biết, trước đây gia đình ông chưa từng nghĩ đến việc nuôi hươu để phát triển kinh tế. Bởi ông luôn tâm niệm, hươu là loài khó nuôi, nếu không có kinh nghiệm thì rủi ro rất lớn. Tuy nhiên, được các cấp chính quyền hỗ trợ về chi phí mua con giống, được đơn vị liên kết hướng dẫn kỹ thuật nuôi và bao tiêu sản phẩm, nên gia đình ông rất yên tâm. Tháng 8 năm ngoái, gia đình ông đã đầu tư 130 triệu đồng mua 5 con hươu giống, bao gồm 4 hươu đực và 1 hươu cái về nuôi thử nghiệm. Sau thời gian chăm sóc, ông Trung nhận thấy đàn hươu của gia đình sinh trưởng tốt, ra lộc đúng thời điểm.
Đến nay, gia đình thu hoạch được 4 cặp nhung, mỗi cặp nặng từ 0,6 đến 0,7 kg, trị giá trên 25 triệu đồng. Hiện tại, hươu đang ra lộc nhung lứa thứ hai nên gia đình ông rất phấn khởi. Từ thành công bước đầu, ông Trung đang mở rộng chuồng trại để nhân đàn nhằm cải thiện nguồn thu nhập. Ông cũng thường xuyên học hỏi thêm kinh nghiệm để đàn hươu cho lộc đạt trọng lượng cao hơn. Thì thực tế bọn tôi đầu tiên cũng hết sức lo lắng kỹ thuật mình có. Rồi đặt thức ăn chăn nuôi thì chúng tôi cũng chưa am hiểu nhiều. Thấy mình rủ vừa nuôi các nơi nuôi thì về nông thôn địa bàn thành phố thì rất khó khăn. Nhưng sau cái quá trình nuôi thì được cái quan tâm của lãnh đạo thành phố, cái đầu tư bằng vốn, cái quan tâm của cán bộ chính quyền địa phương nhiệt tình trong công tác, và đặc biệt là công ty An Phong hỗ trợ về con giống đào và chất lượng về kỹ thuật nuôi. Tôi thấy là cái điều kiện thứ nhất là cái môi trường nó sạch sẽ hơn với các thứ chăn nuôi các cái gia súc khác, và đặc biệt là quản lý hiệu thì bước đầu cũng có cái hiệu quả về kinh tế. Ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và quyết tâm của bà con nông dân, thì thành công bước đầu của mô hình nuôi hươu sao tại xã Thạch Bình phải kể đến sự đóng góp của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ An Phong. Ngoài việc cung cấp con giống đảm bảo chất lượng và thu mua toàn bộ sản phẩm, công ty còn thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đồng hành hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, kỹ thuật khai thác nhung hươu, giúp người dân yên tâm chăn nuôi. Trong quá trình chăn nuôi hươu thì bà con cần lưu ý những vấn đề như sau. Thứ nhất là về chuồng trại. Chuồng trại lúc mình xây dựng thì mình sẽ đảm bảo về cái vấn đề là ấm vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè. Thức ăn thì mình sẽ chia ra các loại, ví dụ như là con hươu để lọc nhúng thì mình sẽ là thắng tinh bột hơn để mà cái lượng nhúng sẽ đảm bảo chất lượng hơn. Còn mà đến thời kỳ sinh sản thì mình cũng là quan tâm đến vấn đề đó. Còn vấn đề thứ hai về phòng bệnh thì đầu năm mình sẽ là phòng bệnh một lần. Và cả trong quá trình chăn nuôi thì mình sẽ là theo dõi nó để mình phòng bệnh cho riêng từng con. Còn vấn đề về nước uống thì mình sẽ tăng các cái chất khoáng như khoáng muối để mà con hươu được cung cấp cái dưỡng chất hơn, tốt hơn. Chăn nuôi hươu tuy không phải là nghề mới ở Hà Tĩnh, nhưng đối với người dân xã Thạch Bình thì vẫn còn khá xa lạ. Bởi vậy, để bà con yên tâm đầu tư chăm sóc và phát triển đàn hươu trên địa bàn, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ An Phong đã lựa chọn những con hươu giống đảm bảo chất lượng, khỏe mạnh từ trang trại chăn nuôi hươu rộng hơn 5 hectare của đơn vị. Đứng chân trên địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê, đồng thời thường xuyên đồng hành cùng bà con trong quá trình nuôi dưỡng. Cũng như vậy, hươu cho lộc nhung đều đẹp, đạt chất lượng. Đến nay, công ty đã tiêu thụ cho bà con 20 cặp nhung trị giá gần 150 triệu đồng. Thời gian tới, công ty tiếp tục đồng hành hỗ trợ bà con trong việc chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm cũng như nhân đàn. Hươu sao đã có rất là hiệu quả kinh tế cao, nhưng mà chủ yếu là chăn nuôi tại là những cái vùng cao, vùng núi giống như là Hương Sơn hay là Hương Khê. Với cái hiệu quả cao như vậy thì mong muốn của chính quyền địa phương cũng như cơ quan lãnh đạo của tỉnh, thành phố mong muốn rằng là sẽ là Hà Sơn có nghĩa là đưa con hươu sao về với tất cả các người dân ở đồng bằng. Thì cơ quan nhà nước đã cùng với công ty An Phong và người dân, đó là chủ thể, đó là tài xã Thạch Bình, là đang nuôi, muốn là nuôi hươu sao để là mang hiệu quả kinh tế cao hơn. Và công ty thì có là sẽ là thu mua các cái sản phẩm từ nhung hươu và còn cung cấp những cái con giống tốt nhất và chuyển giao những cái kỹ thuật chăn nuôi cho bà con để bà con yên tâm hơn. Dù mới nuôi thử nghiệm, nhưng các mô hình nuôi hươu đã mang lại những tín hiệu tích cực cho bà con, như hươu sinh trưởng tốt, ra lộc đúng thời điểm, phù hợp với điều kiện tự nhiên. Đặc biệt, nhờ liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ An Phong trong việc bao tiêu sản phẩm, nên bà con không phải lo lắng về đầu ra. Từ những hiệu quả nêu trên, chính quyền địa phương đang khuyến khích người dân nhân rộng mô hình để từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Bước đầu cái nuôi hươu thì là phát triển rất tốt. Bà con rất phấn khởi và cũng bắt đầu đã có những cái cho thu nhập. Từ cái đó thì bà con nhân dân đang muốn phát triển mở rộng thêm cái chăn nuôi. Và nhiều hộ gia đình đã và đang bắt đầu cái mở rộng thêm. Và song song đó thì về phía địa phương đã có cái xây dựng kế hoạch để rồi là mở rộng trên cái thân là bà con mở rộng thì sẽ có cái quy hoạch một cái vùng đất cho bà con trồng nguyên liệu để đi phục vụ cái thức ăn cái chăn nuôi của con hươu. Việc chăn nuôi hươu theo hướng liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân tại xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
mô hình chăn nuôi hươu không chỉ giúp bà con có sinh kế bền vững mà còn góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Đây là hướng phát triển kinh tế mới cần được nhân rộng trên địa bàn các địa phương khác trong thời gian tới.